kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay Tin tức 24 giờ HD sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Tiền dân bị đéo sạch khi nhà thuốc tốc biến. Chủ tịch Bình Định giao thanh tra vào cuộc vụ vợ tranh án huyện dựng nhà sàn trên đất rừng phòng hộ. Lê Tùng Vân khai đang chờ lấy vợ, khẳng định mình có phẩm hạnh cao sang. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương phải thu hồi hơn 21 tỷ đồng tiền trợ cấp thất nghiệp chi sai quy định. Đường nằm trên giấy, giá đất Mê Linh vẫn tăng phỉ mã. Tiền dân bị đẽo sạch khi nhà thuốc tốc biến. Kính thưa quý vị, với chi phí y tế từ tiền túi chiếm đến 43%, thì chuyện càng nhiều nhà thuốc mọc lên đồng nghĩa với việc người dân càng phải bỏ tiền túi nhiều hơn. Chuỗi nhà thuốc An Khang từ cuối tháng 5 đến nay mở mỗi tháng trên dưới 100 nhà thuốc mới để đạt kế hoạch 800 nhà thuốc trong năm 2022. Đúng là một tốc độ tên lửa. Chuỗi nhà thuốc Long Châu đang có 695 điểm, trong khi đến cuối năm 2021, Long Châu mới chỉ có 400 nhà thuốc, tức là chỉ nửa năm qua, chuỗi nhà thuốc này cũng có thêm đến 200 điểm bán. Còn ông trùm Pharma City thì khỏi nói rồi, 1.100 nhà thuốc. Tham vọng 1.750 vào cuối năm 2022 và kế hoạch là 2025 sẽ có 5.000 nhà thuốc. Nhà thuốc chuỗi Pharma City dày đặc đến mức ở một số nơi, nhiều cửa hàng cách nhau chỉ từ 200 tới 300 mét. Con số 57.000 nhà thuốc được thống kê trên toàn quốc giờ đã bị phá ngoạn mục từ lâu rồi. Sự tốc biến của số nhà thuốc đang cho thấy một điều rằng dược phẩm vẫn luôn là ngành sống khỏe. Mưa lũ cũng sống khỏe, bão giá cũng sống khỏe, còn dịch bệnh ư, khẩu trang tăng giá 400%, thuốc điều trị Covid loạn cao cao, cấu kết cò mồi lập ma trận, không gì không làm, càng dịch bệnh thì càng sống khỏe. Nhưng tại sao nhà thuốc tốc biến kinh khủng như vậy? Chúng ta có đến hơn 20.000 loại thuốc và dịch vụ, hàng triệu lượt khám, chữa bệnh một năm. Nhưng trong số 120.000 tỷ đồng tiền thuốc chi phí hàng năm, bảo hiểm y tế chỉ thanh toán khoảng từ 36-37%. Chúng ta mất 4,5% tiền lương để đóng bảo hiểm y tế. Nhưng đến thuốc thì xin mời ra ngoài thuốc. Càng biệt dược, càng đắt thì càng phải ra ngoài. Chi tiêu bình quân đầu người dành cho thuốc tại Việt Nam đã tăng lên 37,97 đô la Mỹ vào năm 2015, 56 đô la Mỹ năm 2017 và ước tính duy trì đều như vắt chanh ở mức ít nhất 14% một năm cho tới năm 2025. Trong 2 năm đại dịch, mức chi tiêu này đột biến chưa thể tính toán được. Ông Lê Văn Khảm, vụ trưởng vụ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cũng từng xác nhận hiện 90% dân số đã có thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, chi phí y tế từ tiền túi hộ gia đình vẫn chiếm 43%. 43% có nghĩa là gấp gần 2 lần mức khuyến cáo của WHO, 20%, gấp gần 3 lần tại các nước phát triển, chỉ 14%. Bà Nguyễn Kim Phương, chuyên gia của WHO tại Việt Nam, từng nhìn nhận mức khoản chi cho y tế từ tiền túi của người dân bằng hoặc lớn hơn 40% khả năng chi trả của hộ gia đình, thì đó là chi phí y tế mang tính thảm họa. Nhà thuốc tốc biến, nhưng nếu không quản lý được, không ngăn chặn được tình trạng hoa hồng, chẳng hạn lên đến 7,5 tỷ trong vụ Pharma, thì tiện đấy, nhưng không khéo, tiền túi dân đã bị đẽo sạch, chẳng còn mà tiện. Chủ tịch Bình Định giao thanh tra vào cuộc vụ vợ tranh án huyện dựng nhà sàn trên đất rừng phòng hộ. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho biết đã giao thanh tra tỉnh vào cuộc các vụ lấn chiếm, mua bán đất rừng tại xã Vĩnh Thạnh và sai đến đâu xử nghiêm đến đó. Sáng ngày 20 tháng 7, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã giải trình làm rõ một số vấn đề các đại biểu và cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Đáng chú ý về vấn đề quản lý đất đai, ông Long nói những ngày qua dư luận rất quan tâm đến việc quản lý đất đai của huyện Vĩnh Thạnh. Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo cho huyện ủy Vĩnh Thạnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh báo cáo. Chúng tôi đã giao thanh tra tỉnh thanh tra lại toàn bộ việc này để xử lý kịp thời, phù hợp quy định pháp luật. Những vụ việc này cần làm từng bước vì có quá trình từ lâu, làm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, sai đến đâu xử lý đến đó theo quy định của Đảng và pháp luật, ông Long khẳng định. Trước đó, phóng viên đã phản ánh bà Trương Thị Lệ Thâm, đảng viên và là vợ chánh án Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, có hành vi lấn chiếm gần 60 m2 đất rừng phòng hộ ở xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh,
dựng nhà sàn gỗ, xây dựng hệ thống công trình phụ kiên cố, bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng không chấp hành nộp phạt, không tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Cũng tại huyện Vĩnh Thạnh, cựu bí thư huyện ủy huyện này là ông Nguyễn Đình Kim bị phản ánh đã mua bán 85 hectare rừng mà trong đó có cả diện tích rừng phòng hộ. Lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cho biết đang kiểm tra rà soát để xử lý các trường hợp trên. Lê Tùng Vân khai đang chờ lấy vợ, khẳng định mình có phẩm hạnh cao sang. Kính thưa quý vị, trình bày tại tòa với giọng nhỏ và yếu, Lê Tùng Vân cho biết vẫn đang độc thân, đang chờ lấy vợ. Các bị cáo Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương nói không có cha mẹ, Cao Thị Cúc nói không có con. Tòa xét hỏi bị cáo Lê Tùng Vân, tên Tịnh Thất Bồng Lai do ai đặt, bị cáo nói tự mình đặt. Tòa hỏi vì sao không đăng ký ở Giáo hội Phật giáo, bị cáo trả lời không đăng ký tham gia Giáo hội Phật giáo vì giáo hội không xứng đáng với bị cáo nên không tham gia. Bị cáo Vân khẳng định không bao giờ có chuyện khuyên nhủ ai từ bỏ Phật Pháp. Tòa hỏi có phải bị cáo tự mặc áo vàng và để các bị cáo khác cùng những người xung quanh tôn sùng mình hay không? Bị cáo Lê Tùng Vân trả lời, mình mặc chiếc áo vàng đó, nhưng với phẩm hạnh của bị cáo có thể mặc một chiếc áo cao hơn. 12 giờ, hội đồng xét xử tạm dừng phiên tòa để nghỉ trưa. Phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào chiều cùng ngày. Tòa hỏi bị cáo Cao Thị Cúc trong phần hỏi về lý lịch, về con cái bà Cúc, nói không có con. Hội đồng xét xử đưa ra thông tin trong hồ sơ vụ án thể hiện có hai con. Bà Cúc nói không biết. Bị cáo nói hai đứa trẻ đó là bà Lê Thu Vân, em ruột của ông Lê Tùng Vân, đưa cho bà nuôi chứ bà không biết. Bị cáo Hoàn Nguyên khi được hỏi về cha mẹ nói không có. Hội đồng xét xử công bố trong hồ sơ thể hiện mẹ là Lê Thu Vân thì bị cáo Hoàn Nguyên nói không biết, từ nhỏ đã mồ côi. Bị cáo Nhất Nguyên cũng trả lời tương tự. Lại đề nghị hoãn tòa. Nhiều bị hại vắng mặt tại phiên tòa sáng nay, luật sư của ông Lê Tùng Vân đề nghị tạm hoãn phiên tòa. Các bị hại được xác định trong vụ án này là Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Long An, ông Trần Ngọc Thảo, tu sĩ Thích Nhật Từ. Sáng nay chỉ có đại diện Công an huyện Đức Hòa có mặt. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương phải thu hồi hơn 21 tỷ đồng tiền trợ cấp thất nghiệp chi sai quy định. Từ năm 2020 đến cuối tháng 4 năm 2022, đơn vị này đã phải thu hồi tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định là hơn 21 tỷ đồng. Ngày 19 tháng 7, Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật bảo hiểm thất nghiệp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương và Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương. Theo đó, sau khi thanh tra, bà Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phó Chánh Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chỉ ra một số việc hai đơn vị này thực hiện chưa đầy đủ, chưa đúng quy định. Cụ thể, Sở này đã ban hành quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp không nêu đúng, đủ lý do chấm dứt hưởng của người lao động, ban hành quyết định hỗ trợ học nghề, có số tháng người lao động được hỗ trợ học nghề không phù hợp với thời gian khóa đào tạo nghề, ban hành quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề không phù hợp với hồ sơ. Đáng chú ý, trong 3 năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phải thu hồi tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp là hơn 21 tỷ đồng. Tuy nhiên, đơn vị này mới chỉ thu hồi được 15 tỷ đồng, còn lại hơn 6 tỷ đồng chưa thu hồi được. Bên cạnh đó, phía Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương cũng thực hiện một số thủ tục không đúng quy định. Trước đó, hôm qua 18 tháng 7, Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Minh Quốc Cường, nguyên Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, để điều tra vì liên quan đến vụ án tổ chức môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương và một số tỉnh thành phố khác. Cơ quan điều tra cũng chỉ rõ ông Cường bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước khi khởi tố ông Cường, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai bị can Hoàng Thanh, trưởng phòng việc làm thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương và Nguyễn Kiên Cường, chuyên viên phòng chính sách lao động thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về tội nhận hối lộ. Bộ Tư pháp, tội phạm tham nhũng nộp tiền được giảm án tù là cần thiết. Kính thưa quý vị, Tổng cục Thi hành án dân sự cho rằng người phạm tội ăn năn nộp lại tài sản thì khi xét xử được xem xét giảm hình phạt là cần thiết.
Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp chiều ngày 19 tháng 7, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự khẳng định, đề xuất cho tội phạm tham nhũng nộp tiền thay cho trách nhiệm hình sự mà Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí đưa ra tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng mới đây không phải quan điểm mới. Theo ông Lợi, Nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 đã nêu rõ, chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng, áp dụng chính sách khoan hồng đối với những người phạm tội nhưng có thái độ thành khẩn, đã bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả kinh tế, hợp tác tốt với cơ quan chức năng, nghiên cứu sửa đổi pháp luật hình sự theo hướng khoan hồng hơn đối với những người đưa hoặc người nhận hối lộ nhưng đã tự giác khai báo và nộp lại tài sản trước khi bị phát hiện, chú trọng tới các chế tài phạt tiền nhằm tăng khả năng thu hồi tài sản tham nhũng. Vì thế, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự cho rằng người phạm tội ăn năn nộp lại tài sản thì khi xét xử được xem xét giảm hình phạt là cần thiết. Nhiều quốc gia đã áp dụng việc này, chúng tôi đã giao các đơn vị chuyên môn học tập kinh nghiệm quốc tế để vận dụng vào thực tiễn ở Việt Nam sao cho khoa học nhất. Khi có quan điểm chính thức, chúng tôi sẽ báo cơ quan có thẩm quyền. Ông Lợi thông tin. Trao đổi thêm với báo chí, ông Nguyễn Thắng Lợi nhấn mạnh, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế luôn gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất là các bản án tuyên số tiền phải thu hồi, thi hành rất lớn, nhưng tài sản đảm bảo thực tế thi hành án thì rất ít trong hầu hết các vụ án. Có trường hợp có tài sản đảm bảo thi hành, nhưng giá trị pháp lý, tính chất pháp lý của tài sản đó chưa được làm rõ nên gặp khó khăn. Có trường hợp án tuyên đưa ra một tài sản, nhưng thông tin về tài sản đó không rõ. Chúng tôi phải yêu cầu chấp hành viên, cơ quan thi hành án làm rõ tính chất pháp lý để đảm bảo đưa ra kê biên xử lý. Trình tự thủ tục kê biên xử lý tài sản trong các vụ án bình thường đã phải rất chặt chẽ, thận trọng rồi. Nhưng trong những vụ án tham nhũng, kinh tế, chúng tôi cũng yêu cầu phải làm rất chặt chẽ để không có sai sót. Ông Lợi nhấn mạnh.